Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Hôm nay thì mình đang có trên tay lại là một cái chiếc máy rất là quen thuộc, Redmi 12C. Và hôm nay thì mình sẽ làm về những cái lý do mà mình đã quyết định mua em này các bạn nhé. Tất nhiên là không phải cho mình mua cho bác mình, nên là mình sẽ nêu ra những cái lý do mình đã quyết định lựa chọn cái chiếc máy này ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên đó chính là về mặt thiết kế. Thiết kế ở đây các bạn có thể thấy này, nó là một cái thiết kế nhìn chung là nó thực dụng hơn là gọi là đẹp. Nhưng mà thực ra thì đây cũng là một cái thiết kế rất là ok, chứ nó không phải là xấu gì cả các bạn à. Form module camera này thì nó giúp cho chúng ta liên tưởng đến là cái dòng Xiaomi 11 flagship cao cấp của hãng nữa, chứ cũng không phải là kiểu thiết kế rẻ tiền đâu các bạn nhé. Đầu tiên là nó sẽ có một cái phần mặt lưng nhám này, cầm vào rất là bám tay và nó hạn chế tối đa việc bám dấu vân tay ở trên mặt lưng này. Đấy, mồ hôi thì nó sẽ hơi dễ thấy một tí tại vì nó là nước mà, còn dấu vân tay thì gần như là không thấy luôn. Và đây là một cái miếng nhựa nguyên khối trông rất là lành lặn, gõ vào thì thấy được cái mức độ cứng cáp của cái thiết bị này. Tại vì Xiaomi thì khi mà quyết định là ra mắt cái chiếc máy này thì họ cũng hướng đến là cái sự bền bỉ trên một cái thiết bị giá rẻ như thế. Mình mua ấy thì nó chỉ tầm khoảng là hơn 3 triệu một tí xíu thôi cho cái phiên bản là 4GB RAM và bộ nhớ 64GB. Đây cũng là option bộ nhớ rất là tốt trong cái khúc giá này các bạn nhé. Hiện tại nó đang có khuyến mãi là giảm 400.000 cho cả hai phiên bản là 464 cũng như là 4128GB luôn. Đấy, thì mình thấy là đây là một cái ưu điểm rất lớn, hơn 3 triệu thôi mà bộ nhớ rất là thoải mái. Vỏ nhựa thì cực kỳ chắc chắn, có jack tai nghe 3.5 để cho bác những người lớn tuổi của mình có thể là cắm tai nghe vào và nghe một cách nó riêng tư hơn. Đó. Và con này thì nó sẽ còn có là một cái kích thước màn hình rất là lớn các bạn nhé. Nhìn vào thì giới trẻ chúng ta chắc chắn là sẽ thấy rằng là cái viền màn hình của con này nó hơi dày. Tuy nhiên thì xét trong phân khúc giá thời điểm hiện tại và mức giá sau khi mà đã được khuyến mãi nữa, tầm khoảng hơn 3 triệu thôi, thì cái màn hình của em này nó có một kích thước lớn là mình thấy là đầu tiên nó sẽ phù hợp với lại bác của mình đã để mà có thể xem được nội dung trên này. Và kèm với đó thì nó sẽ còn có cho chúng ta là một cái độ sáng khá là cao để mà có thể xem ngoài trời. Tấm nền thì chỉ là IPS thôi, nhưng mà độ sáng khoảng 500 nits, đây là một cái độ sáng khá là tốt cho cái tấm nền IPS LCD này ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt là xét ở trong cái phân khúc giá rẻ như thế này các bạn nhé. Nó rẻ bây giờ thì nó đã nâng lên là nó không còn phải 2-3 triệu như ngày xưa nữa đâu, mà nó phải là tầm khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu rồi. Thì đó là gọi là phân khúc giá rẻ. Và các bạn cứ lưu ý rằng là với một cái thiết bị như là của Xiaomi ấy, thì nó luôn luôn là tốt nhất ở trong tầm giá, thật sự như thế. Nhiều người có thể xem đây là một cái thiết bị chưa hẳn thật sự là tốt khi mà so với là những thiết bị trước đó. Nhưng mà như mình đã nói đấy, thời thế kinh tế bắt buộc là nó phải thay đổi rồi. Nên ở thời điểm hiện tại là đây là một điểm mà mình thấy là một mức giá khá là phù hợp với một cái chiếc máy mới ra mắt các bạn nhé. Nhiều bạn thì cứ lấy những cái chiếc máy cũ được ra mắt cách đây 1-2 năm rồi so sánh thì thật sự là nó rất là khó cho cái chiếc máy này. Và mua được những cái chiếc máy đó thì gần như là không còn mua được nữa, vì cơ bản là cái chu kỳ vòng đời sản xuất của nó chỉ trong vòng 1 năm thôi. Các bạn cứ đưa ra những cái chiếc máy đời cũ như thế thì bao giờ đây nó sẽ thay thế bằng những cái chiếc máy mới như thế này hết. Độ phân giải HD của con này thì nhìn chung là mình thấy nó cũng bình thường, chứ nó cũng không hẳn là quá rổ đâu các bạn nhé. Thật sự luôn ý, để kỹ soi thì mới thấy được những cái gọi là cái đường răng cưa ở trên cái viền icon cái thứ này kia. Nhưng mà nhìn chung ấy, với bác của mình thì đây vẫn là một cái màn hình hiển thị quá đầy đủ rồi. Quan trọng nhất là kích thước nó phải to, để khi mà ống xét ở cái kích thước màn hình lớn ấy, những cái chữ rồi icon nó lớn thì nó sẽ có thể là xem được một cách dễ dàng. Đó. Điểm tiếp theo nữa này là về phần hiệu suất. Hiệu suất thì thực ra bác mình cũng không quan tâm nhiều đâu. Và kể cả là cái sự nhận biết được là một cái chiếc điện thoại lát giặt cũng như là chiếc điện thoại mượt ấy, nó gần như nó không có ranh giới các bạn à. Như mình ở đây thì lâu lâu sử dụng thấy lát hơn một tí là rồi xong, máy này đã yếu, đã lỗi thời rồi, phải nâng cấp lên máy mới thôi. Chứ còn đối với lại như bác của chúng ta, những người mà đã lớn tuổi rồi, thì kể cả nó có lát, có giặt đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà biết, không thể nào mà thấy kiểu nó rõ ràng được. Đấy là mình nói theo kiểu đón đầu vậy thôi, chứ còn thực ra em Redmi 12C này nó vẫn có một hiệu suất rất là tốt với con chip Helio G85 các bạn nhé. Gần như là tốt nhất ở trong phân khúc giá này, không có gì để chê cả. Tầm này ấy, kể cả là những chiếc máy trang bị MediaTek đi chăng nữa, các bạn sẽ thấy tầm khoảng 3 triệu thôi là toàn là chip B, chip A hết của MediaTek, chứ không được cái dòng chip G như là trên cái chiếc Redmi 12C này đâu. Kèm với đó là chúng ta cũng có là một cái camera chụp ngoài trời đầy đủ sáng thì cũng khá là ổn nữa. Chưa kể là nó còn có một viên pin với dung lượng là 5000 mAh. Cái thông số màn hình của con này độ phân giải chỉ dừng lại là HD+, nó cũng sẽ giúp cho viên pin 5000 mAh này
nó được phát huy tác dụng một cách nó rõ ràng hơn, dùng nó trâu hơn. Điểm là mình hơi tiếc đó chính là về cái công nghệ sạc 10W cũng như là cổng sạc micro USB. Nói chung là nó sẽ hơi khó cắm một tí với những người lớn tuổi, nhưng mà thực ra thì bác mình từ trước giờ cũng chưa dùng một cái chiếc điện thoại nào nó cao cấp hơn, cũng quen với lại mấy cái cổng đời cũ như thế này rồi. Và sạc 10W thì với nhu cầu của bác, mình nghĩ rằng là cứ một ngày sạc một lần vậy, chứ pin 5.000 cho cái màn hình HD thì nó dùng lâu dài lắm. Đó, hoặc là những bạn học sinh sinh viên mà có cái nhu cầu gọi là cơ bản với lại một cái chiếc điện thoại nghe gọi rồi là lướt mạng xã hội, kèm với đó là muốn một cái chiếc máy mà nó chính hãng yên tâm nhất, mới nhất năm 2023, thì có thể là lựa chọn cái chiếc Redmi 12C này. Còn những bạn mà bảo là có thể mua được những máy cũ rồi là mua được những cái chiếc máy mà kiểu không quan trọng về chế độ hồng mãi bảo hành ấy, thì thôi nói làm gì nữa. Còn những người mà họ chỉ tham khảo để mà họ mua những cái chiếc máy nó đơn giản, nó cơ bản thôi, làm sao đó mà họ chỉ cần bỏ tiền ra và họ nhận lại chất lượng tốt nhất là được rồi, chứ không cần phải xăm soi rồi nghiên cứu cái thứ này kia mất thời gian. Thì đó là nó là phù hợp với lại những người đơn giản như thế, những người dùng phổ thông. Và đây cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Đó là những lý do mà mình đã quyết định lựa chọn cái chiếc Redmi 12C này cho bác của mình. Tầm khoảng 3 triệu thôi mà. Bộ nhớ trong lên tới 64GB, RAM 4GB thì dùng nó cũng thoải mái lắm. Với Helo G85 thì kể cả là xem YouTube hay Facebook đồ là cực kỳ là đơn giản và dễ dàng với em Redmi 12C này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.